Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu mục đài ngày hôm nay, chúng tôi xin đăng tải nội dung trả lời giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Cạn khóa 7. Cuối cùng là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, trả lời ý kiến cử tri về việc người dân tự ý mua đất xây dựng nghĩa trang. Thưa quý vị, cử tri Hà Trung Tuyến ở tổ 12 phường Đức Xuân thành phố Bắc Cạn kiến nghị hiện nay trên địa bàn có tình trạng người dân tự ý mua đất để xây dựng nghĩa trang gia đình, đề nghị kiểm tra xử lý và có quy hoạch cụ thể việc xây dựng nghĩa trang thành phố. Về tình trạng người dân tự ý mua đất để xây dựng nghĩa trang gia đình, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 33 UBND TNMT ngày 12 tháng 1 năm 2021 giao Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với các trưởng thôn và tổ trưởng tuyên truyền vận động người dân không mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp để làm nghĩa trang gia đình, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và mất mỹ quan đô thị. Hộ gia đình khi có người chết phải an táng đúng nơi quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân xã phường phát hiện thì xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố không thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân mua bán đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích nêu trên. Về quy hoạch nghĩa trang của thành phố, hiện nay nghĩa trang của thành phố đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa tại thôn Nà Kẹn của xã Nông Thượng. Thưa quý vị khán giả, người dân tổ 2 phường Nguyễn Thị Minh Khai có ý kiến, hiện tại tổ chưa có nhà văn hóa, nguồn tiền do dân đóng góp là 300 triệu đồng, đề nghị thành phố hỗ trợ khoảng 400 triệu đồng mới đủ kinh phí theo dự toán. Nhà văn hóa tổ 2 phường Nguyễn Thị Minh Khai do đã giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư thuộc dự án VKB. Hiện nay vị trí nhà văn hóa tổ 2 đã được quy hoạch vị trí mới tại khu tái định cư. Việc xây dựng nhà văn hóa thôn tổ dân phố là công trình phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đây là công trình nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường cho nhà văn hóa tổ 2 với kinh phí gần 262 triệu đồng. Để thực hiện xây dựng nhà văn hóa tổ 2, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai lập hồ sơ thiết kế, dự toán và trình phòng quản lý đô thị thành phố thẩm định làm cơ sở phê duyệt dự toán, đồng thời xem xét bố trí cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách và tình hình thực tế của tổ. Trường hợp nguồn ngân sách địa phương không đảm bảo, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cân đối hỗ trợ một phần để bổ sung cho xây dựng nhà văn hóa trên khi có đủ điều kiện theo quy định. Thưa quý vị khán giả, cử tri Lê Chí Phụ, tổ 11A, phường Sông Cầu có ý kiến về hành lang không gian kỹ thuật giáp với trường Trung học cơ sở Bắc Cạn, có vị trí rộng gần 7m, có vị trí rộng khoảng 0,7m là không phù hợp. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh tường rào của trường Trung học cơ sở Bắc Cạn để việc giải tỏa hành lang không gian kỹ thuật tại khu vực này đạt hiệu quả cao sau khi giải tỏa xong. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao phòng quản lý đô thị thành phố phối hợp với phòng tài nguyên môi trường kiểm tra qua kiểm tra khu dân cư Quang Sơn được Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết chia lô tại quyết định số 1978 QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 theo quy hoạch được duyệt và chỉ giới giải phóng mặt bằng hiện tại khu đất để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giáp với trường Trung học cơ sở Bắc Cạn có vị trí rộng khoảng 7m, có vị trí rộng khoảng 0,7m. Theo đề nghị của cử tri là điều chỉnh tường rào của trường Trung học cơ sở Bắc Cạn ra hết phần đất hành lang không gian kỹ thuật sau khi giải tỏa tại khu vực này là hợp lý. Hiện nay, trường Trung học cơ sở Bắc Cạn đang được sửa chữa nâng cấp. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí để đầu tư còn rất hạn hẹp nên chưa thực hiện được ngay. Do vậy, phần đất đã giải phóng mặt bằng để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Quang Sơn. Sau khi thực hiện giải tỏa xong, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao phòng tài nguyên và môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng phương án quản lý sử dụng. Một số người dân sống trên tuyến đường thanh niên phường Sông Cầu nêu ý kiến có một số thanh niên đi xe máy với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đề nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn xử lý. Thời gian qua tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố như đường Trường Chinh, đường Thanh Niên, Tây Minh Khai, từ 20 giờ đến 24 giờ xảy ra tình trạng một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, nẹt bô, đi dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố đã triển khai thực hiện tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Cụ thể đã tập trung tuần tra kiểm tra xử lý 25 trường hợp thanh niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, xử phạt 21 trường hợp, phạt tiền 4 trường hợp với tổng số tiền là 2 triệu đồng. Phối hợp với trường Trung học phổ thông Bắc Cạn và Trung học phổ thông chuyên Bắc Cạn tổ chức 2 buổi tuyên truyền giáo dục phổ biến các quy định về luật giao thông đường bộ cho học sinh và cán bộ công nhân viên với 1.200 lượt người tham gia. Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục tập trung lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại các khu dân cư, các trường học để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên, người dân trên địa bàn. Thưa quý vị khán giả, nhiều khu vực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cũ nay đã trở thành nơi trồng rau, nuôi gà của một số hộ dân lân cận. Thậm chí nơi đây còn có những người lạ đến ở gây mất an ninh trật tự. Vấn đề này cho thấy công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công đang có những bất cập. Phản ánh của phóng viên. Hơn 5 năm không sử dụng, giờ đây hàng loạt hạng mục khoa, phòng, nhà cấp cứu, điều trị, nhà phục hồi chức năng, nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cũ đã bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng. Kẻ gian thậm chí còn tháo hết những thiết bị, đồ đạc, sắt, phế thải để bán đồng nát. Thực tế, công trình này Sở Y tế Bắc Cạn không có nhu cầu sử dụng, cộng thêm không có người trông coi, nên cả công trình to lớn này hiện đang trở thành điểm nóng mới về tình trạng mất an ninh trật tự tại phường Nguyễn Thị Minh Khai. Qua cái công tác rà soát nắm tình hình thì thấy cái thực trạng là các đối tượng nghiện ở các nơi khác đến thì uống methadone xong sau đó thì tụ tập ở đấy. Thì công an phường cũng đã triệt phá, phối hợp với hình sự là triệt phá được 3 vụ và các đối tượng cũng đã phải chấp hành án theo cái quy định của pháp luật rồi. Thì tuy nhiên thì cũng thấy khó khăn là hiện nay là bệnh viện đa khoa thì không có cái lực lượng bảo vệ mà cái lực lượng công an phường thì rất là mỏng mà cũng nhiều việc thì cái tổ chức tuần tra thường xuyên thì cũng không thể nào làm ôm sẻ được hết cái chỗ đấy mà còn phải tuần tra trên địa bàn cũng như các vụ việc, các công việc khác nữa. Đấy, cái này rất là khó khăn. Điều đáng nói ở đây đó là sự chậm trễ trong vấn đề tìm giải pháp tháo gỡ công tác quản lý khối tài sản này của các cơ quan chức năng. Thực tế, ngay sau khi không còn nhu cầu sử dụng, ngay từ năm 2017, Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn đã nhiều lần xin ý kiến để hoàn trả phần tài sản này cho tỉnh. Song đến nay, việc hoàn trả vẫn chưa thực hiện được. Thì bệnh viện đã làm văn bản đề xuất với cấp của thẩm quyền là không còn nhu cầu sử dụng và cũng đề nghị là cấp thẩm quyền sắp xếp hoặc điều chuyển cho các cái cơ quan đơn vị có nhu cầu sử dụng để tiếp quản cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thế nhưng mà trong quá trình đề xuất với cấp của thẩm quyền thì theo các cái quy định hiện hành về quản lý tài sản về đất đai thì nó cũng có những cái vướng mắc, đó là hiện nay thì các cái cơ quan đơn vị là chưa có cơ quan đơn vị nào có nhu cầu tiếp nhận sử dụng. Thế cho nên là cấp thẩm quyền cũng chưa điều chuyển được cái tài sản cũ này cho cơ quan đơn vị nào khác. Như vậy, ngành y tế đã nhiều lần đề nghị hoàn trả khối tài sản này cho địa phương. Theo đó, sau nhiều lần họp bàn, các cơ quan liên quan như Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn đã nhiều lần tính toán thẩm định giá để kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, được biết quá trình kêu gọi các dự án đầu tư phù hợp để xử lý phần đất và tài sản trên đất phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Việc áp bảng giá đất cho khối tài sản này lên tới gần 150 tỷ đồng khiến cho các nhà đầu tư khó có thể tiếp quản được. Vì vậy, thời gian cứ trôi và công trình này đang ngày càng trở thành khối tài sản công mang tính thất thoát, lãng phí. Chúng tôi mong muốn là cấp có thẩm quyền để sớm quyết định một cái hướng đầu tư một cái dự án vào cái Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và đất đai của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ hiện nay. Đồng thời thì cũng trong cái thời gian chờ đợi thì cũng chỉ đạo các cái cơ quan chức năng cũng như là địa phương phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm sao quản lý và giải tỏa cái tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ.
Việc xử lý các đối tượng trộm cắp ở khu vực bệnh viện đa khoa Bắc Cạn cũ sẽ chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Nếu như không giải quyết triệt để vấn đề bàn giao trách nhiệm quản lý tài sản công cho đơn vị chuyên môn, sự việc này đang rất cần sự tham mưu quyết liệt của ngành chức năng để tránh lãng phí một công trình nhà nước có giá trị lớn như Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cũ hiện nay. Đến đây thì mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.